thấy chị hay tới nhà sếp lắm á, thì chị nhớ là coi trong nhà sếp thiếu gì á, cái quan trọng là mua đúng cái mà nhà ông thiếu đó. Quà Tết hả? Ừ, thì quà Tết chứ phải lo chứ sao nữa. Khổ tâm ghê đó, mấy nay ba cái vụ quà cáp mà tôi mất ngủ mấy đêm luôn á, suy nghĩ đi suy nghĩ lại mới phải mua cái gì cho sếp đây nữa nè. Mua gì vậy ta? Hay là bây giờ ba đứa mình hùng tiền lại mua bia đem lại nhà ổng đi. Trời đất ơi, tới uống. Thôi ông ơi, ông khùng vừa thôi. Ông tới nhà sếp ông thấy chưa, bia nhà ổng chất đóng 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 luôn á. Ông làm đại lý bán còn hết nữa, đừng nói chi. Đúng rồi. Thùng bia 200 mấy tặng ông chửi đó. Đó giờ còn ba đứa hùng lại nữa rồi. Kêu tôi sợ luôn. Vậy mình kiếm cái món nào mà nó giá trị hơn nữa phải không? Đúng rồi, phải giá trị chút. Khoan chờ chút để suy nghĩ coi. Tí sử dụng mẹ thành tiền nhận mùi thân dụ quốc hội 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bồi đầm giả. Cái gì vậy? Tôi đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì kệ vậy em, suy nghĩ không đánh bài. Chờ chút đi, tôi suy nghĩ tôi phải động não vậy. Bắt trong đó nữa cha. Rồi có rồi. Cái gì? Cái món này bảo đảm là anh chị cũng sẽ kết luôn. Là gì? Món gì? Mật gấu. Ơi, suy nghĩ cho cố vô bồi đầm giả 1, 2, 3, 4 tự nhiên mất mật gấu. Nè tôi nói anh nha, nhà sếp không thiếu gì hết. Tay gấu nè, rồi hàng ngày voi ông còn có, đừng nói chi tới mật gấu. Tại vì cái bò dòng già mắt cái tặng mật không có chết gì hết trơn. Chú gì? Anh tôi thấy anh sai rồi anh ơi. Vậy chứ giờ gì cái quan trọng nhà này nè, ý tôi đó là mình tặng một cái món quà gì mà ý nghĩa nè, ấn tượng nè, để ông chú ý tới mình, để ông lên lương cho mình. Chứ thật sự là 5 năm nay là tôi quê ông lắm nữa, ông lên một cắt bạc nữa. Thời giá ngoài thì chạy ào ào lên còn không lên lương. Thì anh không lên lương là phải rồi. Trời ơi, anh đi làm á thì anh đi trễ. Anh lên anh vô anh chơi game online không à. Rồi anh về thì anh về sớm, anh canh mới 3:30 anh về. Đó, anh nghĩ sao mà tăng lương cho anh được đúng không? Anh nói hay quá. Chứ tôi thấy có mấy người ở trong công ty này cũng y như tôi vậy đó. Ý gì, tôi không lên lương ào ào. Tôi không có game online là tôi chát à. Chát hay quá, là có 5 năm nay cũng có lên được lương đâu, nói tôi hay. Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa được không? Ở đây là cái văn phòng làm gì chứ phải cái chợ đâu. Hai người không có gì đáng để buồn á. Em cống hiến cho sếp mình 10 năm trời rồi mà cái làm phó phòng hoài à, trong khi cái chỗ mà ghế trưởng phòng còn trống mà ông chẳng đề bạc mình lên gì á. Thấy không? Đúng. Vậy thì coi lại con mình ăn ở sao mà không được lên trước. Con rủa tôi nha, tôi đang mang bầu, được rủa tôi nha chưa? Thôi, không được, máu sàn hậu lên, ngồi xuống đi, ngồi đi. Ăn bầu ăn bì mà đứng mà sân si à. Nào đây là tôi mới giải thích cho chị nghe cái vấn đề của chị nữa nè. Sao? Cũng mai á, cũng mai là chị làm cái chức phó phòng. Chị vô làm cái chức trưởng phòng mà coi như công ty này dẹp. Sao vậy? Chị nói chị gì? Chị cống hiến cho sếp hả? Chị cống hiến cho chồng không? Là sao? Có bầu hoài à, đẻ hoài à. Năm nào cũng đẻ hết trơn á. Là nghỉ đẻ hoài à, làm sao trưởng phòng mà nghỉ đẻ rồi công ty sao làm việc? Thằng khỉ kia, tao đang có bầu mà đừng để tao nóng ngang, đừng có vô duyên túi vậy nghe chưa? Ủa tao có chồng, tao đẻ tao có chủ quan đâu, bộ mày đẻ rồi mày tức hả? Ê trời đất ơi, nhưng mà bây giờ đẻ mà đẻ mà phải có nghỉ chứ. Bà đẻ bộ bà có khách hàng thân thiết của bệnh viện phụ sản hả? Năm nào mà cũng đẻ hết trơn á. Bộ bà đẻ ghiền hả? Đẻ có mức độ không? Nghỉ hoài thì đương nhiên nè, công ty chuẩn bị bà nghỉ đẻ nữa nè. Tháng sau không chừng là công ty về cái hậu sản gì tới đây luôn, đây bả đẻ cho nó gọn á. Thì đó, bởi vậy cậu Quý nói đúng rồi chứ còn nữa. Mày chỉ cái lên lên cái miệng mày chửi. Đúng rồi, chị vi phạm nội quy của công ty rồi. Quá đúng, nhân viên công ty là chỉ được 2 con thôi. Quá đúng, mà chị là 3 con luôn hả? Ê nè, không có nói qua nói cho tôi nghe. Ủa tôi nói đúng hả? Tôi 3 con rồi nào. Thì tôi đứa này là đứa thứ 3 nè. 2 đứa ở nhà là 2 thằng mà. Cái này mới là con gái nè, mới có 1 con nè. Bà không có lên chức được phải rồi bà ơi. Tình á. Thôi gây lộn hoài, bây giờ tính đi. Tính bây giờ cái món gì, món quà gì để ấn tượng sếp đi. Sếp ấy nè, cứ ở đâu mà cứ gây lộn tay đôi tay ba nó hoài. Ai làm á, người thì cũng không lên lương, người thì không lên chức. Nó thấy không, ai cũng thua. Thì bây giờ công ty này nhìn tới luôn có mình tôi thôi thiệt. Không có tôi là công ty này dẹp chứ không có nói gì. Hay quá. Cưng hay quá, cưng nói chị. Đúng đó, tôi cứ lo đẻ hoài, tôi phải lo chồng lo con nên tôi không có tăng chức được à. Thì cũng đúng đi. Cưng á, sức trai chén vậy đó, độc thân vui tính vậy là xong, phấn đấu để mà lên chức đi. Cái dậm chân tại chỗ hoài vậy. Chị nói đúng á, nè qua coi đi. Nó ngồi 5 năm rồi ở cái ghế đó, nó dậm chân riết rồi đó. 2 cái dấu dài nó in ở dưới sàn gạch luôn kìa. Ê sao anh ba phải vậy? Hồi nãy anh theo phe tôi anh chửi bà, rồi bây giờ anh theo bà anh chửi tôi. Thì cái nào đúng là tôi nói đúng. Vừa mới thương anh được chút đỉnh mà công ty không thể nào lên chức cho những người ba phải với anh được thì không thích lên chức. Lên chức mà còn bị nhân viên nó định, tôi không thích. Công lắm, công quà công tôi không thích. Thôi thôi, mệt quá.
tự bàn nhau đi, đừng có lần làm ồn với tôi nữa. Để cho chỗ tôi đang làm việc, hãy làm việc làm việc đi. Vậy đi, không hợp nói chuyện nhau mà không có nói đụng với tôi nghe, để tôi làm việc, không để tôi phân tâm, tôi phải phân đâu. Rồi thôi được rồi, làm đi. Ừ, để đi, kệ đi, để làm gì bây giờ tôi với anh bàn nè. Anh bây giờ tôi nghĩ vậy nha. Cái món quà mình tặng cho sếp đó thì nó phải là ý nghĩa. Ý nghĩa là quan trọng đúng không? Đúng rồi, bà còn nói gì nữa. Mình tặng làm sao đó mà khi mà sếp nhìn tới món quà là sếp sẽ nhớ tới mình. Đúng. Mà không phải là nhớ trong hiện tại đâu, mà tương lai 5 năm, 10 năm và về sau nữa sếp vẫn phải nhớ tới mình. Hay. Đúng không? Đúng. Tôi sẽ nghĩ ra món quà đặc biệt lắm. Món gì? Đảm bảo anh á, tặng xong là sếp sẽ nhớ mình liền. Nói đâu, nói đi, nói đi. Bây giờ mình vô nhà sách á, mua mấy cái giấy màu thủ công á, về cái gì mình xếp lại, hạt giấy là mấy ngôi sao đó mình tặng cho sếp. Ý nghĩa không? Ý nghĩa đúng không? Bà khùng hả? Bà đem về cho con bà chơi đi. Tặng sếp nghĩ sao mà tặng cái đồ thủ công về sếp thì kia là đưa cho ổng. Nhưng mà nó ý nghĩa đúng không cơn quý? Sớm, ý nghĩa. Sớm phim Hàn Quốc rồi. Thôi. Đã nói rồi, đừng có xìa chuyện này, lo mày nói đi. Tôi nói trong đây phim Hàn Quốc nó sớm, tôi đang coi. Nhiều chuyện. Ê, nói chuyện này xìa vô. Vậy ý anh tặng gì? Sớm hả? Cái đó không được đâu, cái đó là thủ công để cho con chị chơi, chứ tự nhiên tặng sếp chị nghĩ cái nào khác nữa coi. Vậy tặng gì? Thì cái nào mà nó phải lớn lao lên chứ, tự nhiên cái thủ công sếp nhỏ nhỏ gì. Bày. Bây giờ tao nói anh nó đầu to mốc như trái nho vậy đó. Rồi bữa bây giờ đó. Cười ai hả? Đây trái nho nó cười ai vậy? Trong phim Vườn Nho phim Hàn Quốc tôi đang coi. Cái chọt vô mỏ chị hoài vậy, cân nè cân leo vô hồng chị cứ ngồi luôn đi. Thì cái tao đang bàn chuyện đại sự à. Sao? Cái quà lớn á thường nó không có giá trị đúng không? Tặng cho sếp là tặng nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Cái chất lượng nó nằm trong cái nhỏ đó anh biết không? Cái vụ lớn thì tôi có thể nghĩ ra, còn vụ nhỏ tôi nghĩ không ra. Bây giờ ý chị là cái gì chị nói thử. Bây giờ đây tôi chỉ cho. Chị chỉ đi cân sao. Bây giờ chọn chưa phải không? Thấy hai người bàn hoài mà không có ra được cái gì hết trơn, phải tôi giúp đỡ cho. Đi. Bây giờ tặng cái gì nữa không? Tặng cái món này ý nghĩa mà để đời mà người ta nhớ mình hoài luôn. Nhưng mà là cái gì? Thư pháp. Ông treo trong nhà là ông thấy hoài luôn, hiểu không? Trời em, tại sao mình không nghĩ ra ta? Thấy vậy? Đúng rồi, chị hay tới nhà sếp chị biết mà. Trên tường nhà sếp là toàn là treo mấy cái lịch nè, rồi mấy cái bức danh sân mài mà hoa lan cúc trúc gì đó. Chứ chưa hề có tranh thư pháp. Thiếu. Ở nhà thiếu chữ mình đúng. Phải tặng chữ. Hay không? Hay quá. Hay không? Được. Người bè, người ca, người uống trống, người thổi kèn. Tao thân. Bởi vậy bây giờ tôi mới hiểu tại sao tới giờ này hai người còn ngồi đây mà không được thăng chức. Chứ anh sao anh không thăng chức? Nghĩ gì mà cũng nghĩ tưởng ra một cái ý tưởng, một cái idea là kêu là thông minh ghê gớm lắm. Đưa những cái thư pháp, ngồi quẹt cái chữ mực tàu vậy đem tới rẻ tiền vậy. Ông chửi vô mặt, ông đuổi khỏi cái công ty luôn ở mà. Thư pháp trời. Đúng rồi, nó rẻ tiền quá nó bè. Ông này ông sai, đừng có theo ông này. Hai người đâu phải vợ chồng của anh đâu. Đúng rồi, thư pháp đúng sao? Bây giờ nghe tôi nói nè. Biết tặng thư pháp nhưng mà thư pháp mã vàng. Có thấy không? Nhà người ta đi đám cưới, đi đám tiệc, đi ra thôi nôi đề tháng, người ta hay tặng mấy cái cánh vàng mà con ngựa chạy được không? Mình làm thư pháp chữ bằng vàng. Hay quá quý ơi. Good idea, good idea. Công nhận nha, nhìn cái mặt em ngu mày cũng thông minh quá. Đó. Nhìn cái mặt em khờ khờ mày cũng thông minh ghê. Đúng rồi, mã vàng. Bây giờ mã vàng nhưng mà cái món quà nó phải ấn tượng. Mình phải đọc, mình phải lạ ha. Bây giờ vậy nè, để cho sếp nhớ. Tới đó nha, bây giờ bà ngồi đi. Sao vậy? Bà ngồi bên tôi đi. Bà đứng mà bất cứ răng hơi lát nhỏ rớt bây giờ. Cảm ơn. Bà nhiều chuyện lắm. Ngồi bên kia không ngồi, qua tới bên đây rồi. Bây giờ bà ngồi đi, tôi đứng. Ngồi bên kia nó xa, không có nhiều chuyện được. Rồi, tôi đứng cho. Bây giờ mạ vàng đúng không cưng? Đúng rồi. Nhưng mà cái mạ vàng nó phải ấn tượng. Đúng. Bây giờ sếp tôi con gì biết không? Con gì? Con dê. Biết mày này hay hết rồi. Trời ơi. Nhà hoài. Lý lịch sếp nè. Trong lòng bàn tay đó, trong lòng bàn tay vậy là mở ra là bao nhiêu cái lý lịch là nó ào ra hết trơn. Cái độ nịnh quá khủng khiếp luôn nha anh. Không đổi mới lên được phó phòng đó. Bởi vậy nhưng mà nịnh tới chỗ đó cái tắc nghẽn cái ngồi hoài 4-5 năm rồi chứ là chịu khó nữa là coi như là trưởng phòng rồi. Cái này không phải gọi là nịnh, dùng cái từ nịnh là không có chính xác, dùng cái từ là quan tâm. Mình quan tâm tới sếp, mình phải tìm hiểu đời tư của sếp chứ. Quan tâm quá mất đó. Thôi mà ráng quan tâm sếp thôi mà. Thôi tôi quan tâm sếp rồi, nói tôi bị đê. Mệt ghê luôn á. Còn sao, nói tiếp đi sao. Cắt đứt dòng suy nghĩ người ta không à. Sao bây giờ sếp tụi con dê đúng không? Mình sẽ làm một bức tranh mạ vàng hình một con dê. Song song đó khi mình đem bức tranh tới nhà sếp, mình sẽ mua thêm một cái lẩu dê, một cái vú dê nướng và một chai rượu ngọc dương. Liên quan tới con dê sếp sẽ rất là thích đúng không? Đúng không? Thấy tôi hay không? Đưa thầy vậy. Đây. Sao vậy? Đây. Thì giờ bà viết cái đơn xin nghỉ việc thôi việc trước đi. Cái lát cái bà đem cái lẩu dê qua đó
bà đem cái hình dê qua cái bà đưa ổng luôn, ổng ký rẹt luôn. Đúng rồi. Bà nghĩ sao ổng muốn ăn lẩu dê là ổng tới cái chỗ quán lẩu dê ổng ăn. Bưng cái lẩu dê lại cho ổng ăn là sao? Bà coi thường ổng chứ, bộ không có tiền hả? Ờ, rồi thêm nữa, tuổi ổng là tuổi con dê. Đó. Đúng không? Rồi bây giờ đem cái hình mạ vàng cái con dê tới, ổng sẽ nói là bà chửi ba đứa mình á, chửi ổng là con dê sòm. Đó. Hiểu chưa? Thôi mệt, bà đang ngủ à. Bà làm vậy là ổng chửi nữa, nhiều khi ổng thích ăn lẩu bò mà đem dê tới ổng giận. Đó đó, ổng giận cái đó nữa. Đó đó, thằng Quý nói đúng. Rồi bà về bà bán lẩu dê luôn. Thấy không? Chưa. Không được, cái hình dê là tôi thấy không ổn rồi, bây giờ phải hai người á. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy chứ giờ tặng cái gì? Chữ, chữ. Bây giờ tóm lại, chữ mạ vàng. Chữ mạ vàng. Ok, quyết định đi. Yeah. Chị có mỏi chân muốn chết rồi. Thấy chưa? Hai anh chị thấy em nói đúng không? Sao? Người ta bây giờ phú quý là sinh lễ nghĩa. Bây giờ thời người ta càng càng xã hội đi lên. Bây giờ sếp này sếp nổi, mấy ông sếp là khoái cái dạng mà vừa nó vừa mang tính chất mà gọi là văn hóa, mà nó cũng phải có luôn cái tính chất mà kinh tế, hiểu không? Cái giá trị cái sản phẩm rồi giá trị văn hóa nữa, thấy không? Bởi em nói cái ý mà mạ vàng là quá hay, đúng không? Đúng không? Hay quá. Chị anh đi nãy giờ về nè, mà muốn chết luôn á, không có làm cái mạ vàng được. Sao không làm được? Trời ơi, vàng bữa nay lên chóng mặt luôn kìa, em làm nổi không? Lương mình này không lên mà vàng thì lên vậy á, làm một bức tranh vậy mấy chục triệu tiền đâu mà làm. Tại vậy tôi tới tiệm vàng quen nữa, Thiên Kiều đó, tới đó nó sợ cướp đó, rồi nghe mấy cái vụ mà cướp vàng nó đóng cửa đâu có bán đâu, chứ tôi mua chỗ đó có khi nó rẻ hơn á. Mệt ghê vậy đó, bây giờ vậy tính nè. Tính đi mà cái thư pháp được không á, chứ tôi sợ chứ. Mạ vàng thì ổng ok, còn bây giờ giết mà mực tàu được hay không á. Quá tiệm vàng cha hào thì nó mắc, cha nó là bắn mắc lắm. Tiệm, trời ơi, tiệm vàng chả ai mà đời nào mà lại mua, trời ơi. Vậy? Ai, thôi đi, bây giờ vàng không được thì mình phải tính cách khác đi. Bây giờ sao không lẽ mà giờ thằng chủ thư pháp sợ, tôi sợ thư pháp là ông sếp ông nhận, ông nói là rẻ tiền này kia, vàng thì có thể được rồi đó. Mà bây giờ không có lấy vàng được sao đây, không biết. Không, nhưng mà tôi thấy thật ra người ta thiếu cái gì mình tặng cái đó lần mình rất là trân trọng. Nhà sếp thiếu chữ mình cứ tặng chữ đi. Thư pháp bây giờ vẽ rất là đẹp mà. Bây giờ nhiều khi á, những cái đồ mà tiền bạc người ta lại nhiều khi người ta có thừa quá rồi. Nhiều rồi. Bây giờ người ta đua theo văn hóa. Đó. Người ta đua, ai cũng muốn chứng tỏ mình là người có văn hóa, mình là người hiểu biết tri thức. Với lại á, quan chữ là khoái à. Quan trọng là cái tấm lòng, đúng không? Cái tấm lòng của mình sếp ghi nhận là được. Đúng chứ rồi. Đâu nhiều cái vật chất sếp dư rồi sếp đâu có cần. Sếp mình là ông hay nói ra kêu bên ngoài là ông là ta đây là người trí thức có học thức, hiểu không? Mình tặng chữ là mình khen ông chứ là ông khoái. Đó, ổng thường ra cái vẻ là ổng coi thường vật chất. Ừ. Đúng không? Thì giờ coi thường vật chất mình khỏi tặng vật chất, mình tặng ý nghĩa. Ý nghĩa. Ừ. Đó. Rút lại là đúng rồi. Rút lại là đúng. Ổng là giám đốc thành ra ổng nhiều cái của cải vật chất là dư rồi. Đúng rồi. Gia đình ổng, nhà ổng bây giờ chỉ còn thiếu chữ thôi. Đúng rồi. Bây giờ bổ sung vô chữ là ok đây. Người ta của ít lòng nhiều, mà của nhiều thì mình không có. Không, mình đi của ít đi. Đó, đó, đó. Lòng đi, quyết định vậy đi. Nhưng mà bây giờ chữ gì đây nè mới quan trọng nè. Chữ thì bây giờ là... Chọn đi, mọi người chọn đi. Chọn đi. Nhiều chữ lắm. À, tài nè, đức nè, tâm nè, phước nè, lộc nè, thọ nè. Nhiều chữ, bây giờ mình chọn chữ nào đây? Bây giờ chọn đứng trùng tên, đứng trùng nhau. Đó thì bây giờ vậy đi, mỗi người chọn một chữ, đúng không? Mỗi người tặng một chữ riêng biệt, chứ đừng có tặng chung nữa. Cái này rẻ tiền mình đâu cần phải hùng tiền. Đúng rồi. Đó mình tặng đi rồi đừng có trùng nhau. Bây giờ cha đó, anh á, ưu tiên anh chọn trước á. Rồi, tôi quyết định rồi. Nhà ổng là ổng thiếu cái chữ tâm. Thế ra tôi quyết định là tôi sẽ tặng cho ổng chữ tâm. Ok. Tâm à. Cái chữ tâm là hay đó. Nó bao hàm cái ý nghĩa nó rộng lớn, bao la lắm. Được không? Đúng đúng, chữ tâm là quá hay. Chữ tâm hay á. Còn tôi á, tôi sẽ tặng cho sếp chữ... Tôi biết chị tặng chữ gì luôn nè. Chữ gì? Chữ Mỹ. Ủa, Mỹ đâu dính dấp gì đâu. Mỹ tâm. Thần tượng tôi á. Ai em? Vô duyên quá. Tự nhiên cái Mỹ tâm ở đây. Sếp mình ổng không có mê ca nhạc, ổng chỉ thích cải lương thôi. Ủa vậy hả? Ừ. Nên tôi sẽ tặng cho sếp một cái chữ rất là ý nghĩa. Chữ gì? Chữ gì? Rất là ý nghĩa, đó là chữ phúc. Phúc. Ừ. Hai. Chúng hay đúng không? Ý nghĩa lắm. Ý là mình khen sếp đó, mình nói là sếp là ăn ở rất là có phúc, để phước đức là cho con cháu. Không nhớ lúc nào có đi ra hay vô không thấy cái chữ phúc cái phúc là phải có phúc hậu nè, có tốt nè, cái phải quan tâm đến nhân viên nè. Lên lương. Trời ơi, nhiều khi nhờ cái chữ phúc của tôi mà ba anh em mà được lên lương luôn sao? Cảm ơn. Chữ nó cũng hay. Ê, còn em tặng chữ gì? Chữ gì? Không, em bạn em chị tặng đi, em đâu tặng. Sao vậy? Sao không tặng? Không tặng gì hết. Rồi bày cơn. Nhà ổng thiếu chữ mà cứ tặng cho ổng chữ nào đi. Em tặng, em không lên lương, ổng muốn lên chứ em biết chứ thôi. Em ơi, ba cái chữ thư pháp không có nhiêu tiền đâu, em tiết kiệm làm cái gì phải tặng. Không
không thích nịnh. Ê, em nói vậy là ý em nói chị nịnh đó hả? Thì nó nói mình nịnh đó. Không nói vậy thôi, ai có chịu. Con số nó không đặt thôi, mình gọi điện đi anh. Anh có số cái chỗ nãy mình coi chữ thư pháp, mình gọi điện đặt đây. Xíu cho hỏi thăm cái. Gọi đi. Hỏi thăm cái nhà sếp đâu. Gì? Nào giờ em không biết nhà sếp thiệt á hả? Tên ổng tôi còn chưa biết, tôi biết ổng kêu ổng sếp là sếp, tôi biết ổng tên gì đâu. Trời đất ơi, chị bất ngờ quá, vậy mà em không bị đuổi gì hay thiệt á. Không quan tâm. Trời đất ơi. Mình tại chỗ mình giận, nhưng tại chỗ mình sống, không quan tâm ai hết. Trời, chị nói thiệt với em nha, đừng có nói nhà của sếp. Nhà của sếp bao nhiêu cánh cửa, bao nhiêu cái toilet, bao nhiêu cái phòng ngủ chị biết luôn á. Chị thiệt với em. Anh đứng vậy luôn á hả? Bảy xe có nói gì mình vậy? Tới 3-4 ngày luôn á. Sao có nói chuyện mình vậy? À quan tâm, quan tâm. Quan tâm, quan tâm đến đời sống của sếp. Ờ, sao mà biết không, mấy chị nói đi, chị nói đi. Trời ơi, hỏi chị giùm cái khó khăn chứ vậy. Thì tôi thấy bà nói này kia rồi thôi, tôi không nói. Bây giờ muốn biết phải không? Chỉ giùm cái... Dễ thôi, đi ra trước cơ quan, đi thẳng, tới ngã tư, rẽ phải. Tới tới hả? Chưa, tới ngã tư rẽ phải xong em cứ đi thẳng hoài. Em đi đến cuối con đường đó, em nhìn bên tay phải, có một cái nhà màu thiết là hoành tráng, có một cái cổng bự nhất cái xóm đó là nhà của sếp mình. À, chưa hết, quan trọng. Vụ gì nữa? Cái chỗ này nên chú ý. Sao? Tới trước cổng, lấy chân, đá cổng, đi vô. Tại vì cổng nhà không có khóa, không có choa. Sao? Ông chú ý cái điều đó cho nên sếp ông chú ý ông này. À. Chú ý ông này cho nên không có lên lương. Tới nhà người ta mà dùng chân đá cho anh mất lịch sự quá vậy. Mất lịch sự? Bởi vậy ngu nữa. Có cửa. Bởi vậy không có lên lương là vậy đó. Sao? Trời đất ơi. Tới đó rồi cậu mà gõ cửa là không có ai ra mở cửa cho cậu vô, không ai tiếp cậu đâu. Ủa sao kỳ vậy? Nói sao? À. Mình lên sử mình gõ cửa người ta mới tiếp mình chứ. Ủa sao thiệt á. Mình may là mình thông minh vậy, mình cũng 5 năm nay mình ngồi chỗ mà không được tăng lương, thằng này chắc 10 năm nó cũng không nhúc nhích gì đâu. Cái coi là cái sự thông minh của mình. Đây nè, tôi hỏi cậu nè. Cậu tới nhà sếp á, cậu đem quà tới không? Có. Ờ, đem quà tới, rồi tay cậu là làm cái gì? Ờ, ôm quà thì còn cái tay nào để gõ cửa nữa. Cậu chỉ có đá cửa để cậu vô thôi. Còn cậu gõ cửa là ở trong là cái bà đó mới biết liền. Cái bà mà người làm nó biết liền. Gõ cửa, vậy là không có quà. Ôi luôn hả? Ừ, trời ơi, được rồi. Thôi có chi đâu. Thì cậu làm tôi dạy lắm đó nha. Được rồi, ngoài là thăm là tốt rồi. Thôi, sẵn chuyện thôi, tết nhất đó. Tôi gửi lời hai bác ở ngoài luôn. Lại chồng họ rồi đó ha. Bên ngoài, bên nội rồi cho tôi lời thăm hết nha. Khoan hả? Sẵn dịp tôi gửi rồi, hàng xóm láng giềng luôn. Thôi nói chung là xăm cả làng luôn đi. Rồi, chắc phải là thăm rồi. Không biết mặt cũng được, phải là thăm rồi, tốt rồi. Đó thì vậy đi ha, rồi. Yên tâm vô đây đi rồi, tôi chừng nào lên thì là tôi ấy cho ha. Tôi biết mà, rồi tôi hiểu tôi cũng biết. Rồi, ok. Thôi vậy ha, rồi chúc vui vẻ nha, rồi. Trả lời vui vẻ này, ai mà gửi lời thăm hết cả làng vậy? nhân viên hả? Thằng này nó dễ thương lắm bà ơi. Vậy hả? Biết điều dễ sợ luôn. Tết nhất là quà cáp nó cho liên tục. Mà có nó cho quà rồi, nó tặng rồi, nó chúc rồi. Ôi nó chúc gì đâu mà tràn lan đại hải. Mà về tới ngoại rồi chứ quê cũng điện ngược là nó chúc nữa. Quan tâm đó, quan tâm cũng được. Cháy cái lỗ tai luôn. Trời ơi, thấy thưa nè, mấy đứa là mấy điệu mình á, mình cũng phải coi mình nâng đỡ nó nghe chưa. Bà yên tâm, tôi mà. Tôi nói nhà mình không biết sao, ăn ở sao đâu. Mà tao nói mấy lần Tết nhất, tao nói nhà mình không thiếu cái gì hết trơn rồi. Tôi đi vòng vòng cái khu phố này nha, nhà mình là số 1, đẹp, đẻ mà đồ đạc cái nó ê hề. Tới rượu bia nó tặng, trời ơi, mình qua ra ra viên mà còn bán được luôn á. Bà nói vậy bà coi thường tôi quá, bà coi thường chồng bà dễ sợ. Mà đi hết cái nhà này không có nhà nào bằng nhà mình. Mình có con mắt thẩm mỹ à. Giả lại mình không có lộ liễu như người ta. Thấy không? Có muốn cho để này tự nguyện cho thấy không? Mà thấy đồ ăn phủ phê luôn. Mà đi bán luôn cũng được luôn. Mà kiểm tra nó còn thiếu mà tôi thấy còn thiếu nhiều lắm á. Thiếu chưa đâu còn nữa đó.
tất cả nhà luôn đó. Ông nói cũng đúng nè, tôi thấy cũng thiếu thiếu mà không biết thiếu cái gì ta. Mà kiểm tra chưa? Thì đó không biết thiếu mà không biết thiếu cái gì đây nè, đang suy nghĩ đây nè. Bây giờ cho tôi coi lại coi. Đúng rồi. Sốt. Chút xíu nữa sốt ba đứa. Ba đứa nào? Ba đứa trong công ty tôi đó. Trời ơi, chưa có quà cáp vậy hả? Bởi vậy mấy đứa này sao nó lề mề quá vậy? Nó làm ăn tệ quá tệ. Chết nhất rồi mà tôi không biết điều gì trơn trọi vậy. Đứa nào? Ông nói tôi nghe coi. Cái con nhỏ mà có chữa muôn năm đó. Có chữa, coi như năm nào cũng có chữa hết trơn á. Trời ơi, con nhỏ này làm ăn gì kia con. Trong công ty tôi đặt nó là cái máy đẻ. Người ta là kế hoạch hai con thôi mà nó bổ nó đẻ hoài vậy rồi ông để được vậy sao? Đó thì nó biết điều với mình thì biết điều lại bà mới nhắc tôi đó. Chính vì vậy rồi tôi mới nâng đỡ cho nó. Còn một thằng nữa làm biến ghe luôn. Trời đất ơi, đi làm thì phải siêng năng chứ làm biến gì mà giữ lại làm cái gì? Thì đó bà mới nhắc tôi đó, nó biết điều với mình thì mình có qua mới có lại. Rồi đứa nào nữa? Còn một thằng, trời ơi thằng này thôi thua. Nhắc tới này tôi bó tay nó luôn. Sao? Mà nó biết điều. Cái thằng này là trời không ưa mà đất không chịu nó nữa. Tôi nói cho ông nghe nè. Bây giờ người ta cần mình chứ mình không có cần ai trơn hết rồi. Cho nên đứa nào biết điều mình biết điều lại. Còn đứa nào bà chớn mình á, thẳng tay trừng trị. Bà thẳng vậy là tôi chịu đó. Được rồi, ba đứa này nè, tôi chuẩn bị mà tăng lương cho nó. Nó có như làm ăn lề mày mà tôi vẫn bị tăng lương cho nó. Mà nó không tặng quà cho mình. Cái đứa này làm tôi sốc nè, ba đứa này làm tôi sốc nè. Thôi dạ. Dạ, em chào sếp, em chào chị. Chào anh chị sếp, happy new year. Lòng thành mà chị. Bà tôi nói mà đó. Nhưng mà cái người này tôi thấy cái mặt quen quen cô đó. Tôi thấy cô quen quen à. Chị biết không, hồi nhỏ lúc mà em còn nhỏ em đi thi á, thầy giám thị nhìn em cũng nói y chang chị á. Lúc mà em vô cũng chỉ thẳng mặt em nói em á, tôi nhìn thấy em quen quen á, rồi hỏi tâm em nữa. Hỏi sao? Hỏi chứ thấy em quen quen vậy đó. Cái em nói dạ đúng rồi, tại vì á năm ngoái em thi rớt, năm nay em thi lại mà. Là quen là như vậy đó hả? Em thi rớt hoài mà giám thị quen mặt em luôn á. Vậy hả? Giám thị hỏi nữa chị. Hỏi gì? Dạ giám thị hỏi em chứ, rồi năm ngoái tôi hỏi em câu gì em nhớ không? Rồi cô trả lời sao? Em nhớ liền. Em nói liền. Dạ em nhớ chứ. Năm ngoái thầy hỏi em á là nhìn mặt cô quen quen rồi nha. Tại vì năm trước em cũng đi rớt luôn. Rồi nhìn em mà quen mặt luôn. Chính vì vậy mà chị sếp mới nhớ đó. Năm rồi đó chị cũng đem cái bụng bầu tới đây chúc Tết nè. Đây là cái người mà khoái có bầu đấy là. Bầu mà cái máy đó. Chị sợ sao vậy hả? Kế hoạch đi em. Chị nhớ không, năm ngoái tới tặng quà chị á, cái bụng cũng vậy. Cái năm nay cái bụng cũng vậy. Coi như thường xuyên luôn đó bà. Cái năm một làm đều vậy chị. Không sợ sao, đi làm mà phải kế hoạch đi nghe không? Đẻ là ghiền đó nghe chị. Trời đất con nó ghiền. Ghiền á, năm nào không đẻ buồn. Ủa rồi mà sao, tôi nhớ là trong công ty mà mình làm việc tập thể, đi rủ rê bạn bè trong phòng đi lại đi chơi vui đông vui mà sao mà đi có hai người hết vậy nè. Buồn quá vậy. Bậy trời đi, ôi lộ đủ đông kỳ á. Dạ dạ không có. Có em có rủ, em có rủ thằng Quý. Mà cái thằng nó chơi không vô sếp ơi. Sao? Trời ơi không có biết điều. Nó nói chứ nó không có biết nịnh. Nó nói tụi em đi tặng quà là tụi em nịnh. Nó không có nịnh. Trời ơi nói vậy sao được. Nó xấu tính lắm. Tụi em đi cả ngày luôn để mà tìm quà tặng cho sếp á. Nó không có em. Ủa trời ơi quà cáp làm gì vậy? Tới sếp để ý nó nha sếp. Sếp phải để ý nó. Cái thằng rồi. Mà quà cáp cái gì mà khệ nệ đâu mở ra gì vậy. Qua. Dạ đi tặng năm hết Tết đến. Cũng tặng quà cho anh chị sếp vậy thôi mà. Dạ cũng ít nhưng mà lòng nhiều. Ơi rồi quà cáp gì à. Tôi nói bà rồi, hồi nãy tới thấy cái bông tai kia màu xanh lá cây đẹp rồi mua cho sếp chị luôn đi, không chịu mua. Chị khoái bông tai bự bự vậy. Trời ơi vậy hả? Em đâu biết đâu chị khoái bông tai bự phải không? Bữa nào em đi đâu gặp cái em mua tặng chị đủ màu luôn. Cảm ơn cô nha. Đây là dở ghê, tôi chưa tháo sức bước đi. Ôi đeo này mua đen rồi có gì đâu. Trời chị ơi chối mắt nói đi, trời đồ sàn quá trời. À bà có quà gì hả bà? Để coi cái gì đó. Dạ quà biếu. Trời gói kỹ. Dạ gói kỹ. Quà biếu mà. Được rồi. Dạ đây. Dạ thưa sếp đã xem qua. Cái gì đây? Dạ. Dạ chữ tâm. Dạ. Thư pháp hả? Dạ một chữ một thôi nhưng mà nó mang nhiều ý nghĩa rộng lắm. Ôi dạ, với cái kia. Dạ. Mà trời ơi cái kim tuyến đỏ đẹp quá ha, chữ viết đẹp ghê. Dạ. Trời ơi thư pháp đã khéo tài dễ sợ. Để coi cái kia. Đẹp không? Cái gì? Chữ không hả bạn? Để coi còn cái kia là cái gì? Dạ chị biết sao không?
Ông này á, tặng quà mà tặng cái gì có chút chén quà. Em nói ông lời không chịu nghe em. Tặng á, nó phải bự bự hoành tráng lên. Dễ thương lắm, nó là dễ thương lắm. Kéo, cha này kéo. Trời ơi, mà ăn được trả đồng bạc nào. Trời chỉ biết họ đi ăn hả là tô bún đứa nào đó nó lấy tính tiền, không có bao. Chơi giống như kiểu Mỹ vậy đó. Chương này nè, phải mặc chương này không? Em tặng bà chứ em rộng rãi lắm chị. Chơi là chơi cho tới. Dạ, tặng bà nó bự vậy nè. Có hồn, có bì, có kiên, có gì. Dạ đây, trời cái món quà này phải suy diễn đồng não mấy đêm liền luôn á. Dạ đây, một chữ phúc rất là hoành tráng. Dạ, dạ. Đất đời, đất đời, đất đời. Dạ, bây giờ mình lựa chỗ mình treo đi chị. Khoan, khoan, khoan. Dạ, dạ, ý nghĩa lắm á chị. Treo. Dạ, treo. Không được, không được. Bây giờ khách cưới tới nhiều lắm, mình treo phòng khách là đẹp lắm. Không được, không được. Tôi coi ý kiến gì nè, nếu mà cái này nó làm mạ vàng đó ông thì có thể treo ngay giữa phòng, mà cái này nó không phải mạ vàng mà nó mạ đỏ. À, vậy không, vậy không, tụi em có tới tiệm vàng nhưng mà nó sợ cướp, bây giờ tiệm vàng nó đóng hết trơn cái cậu rồi. Chứ không phải là hà tiện mà không có làm mạ vàng đâu. Bây giờ làm này... là 4-5 kg vàng luôn á, còn xung quanh cái nền background này đó là coi như là dán đô lên tầng trăm đô nhanh hết. Ông ơi, bây giờ cái này mới tính thôi hả, chứ chưa có làm trận tết quá, nó không có chịu làm. Nó đóng cửa rồi, nó sợ cướp. Bây giờ cái này treo đâu vợ? Dạ, mình treo phòng khách đi, tại khách khứa tới đây nhiều lắm, treo phòng khách. Dạ, tâm kế phúc luôn là ý nghĩa lắm á chị. Cho hai gần nhau, ví dụ như mạ vàng thì tâm phúc kế bên. Dạ. Mà cái này mạ đỏ thì chắc chữ tâm nơi. Quá gì mới có chữ phúc. Thôi thì được rồi, cảm ơn ha, cảm ơn. Cách xa ra hả bạn? Cách xa, thôi kệ, được thì rồi, để mình không có treo ngay phòng khách hả chị? Không được, để từ từ rồi giờ. Nếu mà chữ vàng á thì treo phòng khách bắt. Treo liền, treo liền. Nhưng mà cái này không phải vàng thì thôi từ từ treo. Cảm ơn ha. Dạ, 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 tuyệt vời. Cái bầu của mình sách, trời ơi, sách bự quá trời. Dạ, không có gì. Đó là sẽ thấy không, tụi em, cái tấm lòng của tụi em nó rất là bao la. Còn cái thằng quý công ty mình thấy không, không thèm tới nhà Tết luôn đúng không? Bây giờ tôi thấy thiếu mà, từ người tôi tới tôi nói bà ba người. À, vậy đó hả? Ý đó nha. Em ơi, sếp ơi. Dạ, chào sếp anh, sếp chị. Nói xấu tôi nghe. Bà nói xấu tôi nghe đó nghe. Đó, cái bà bây giờ đủ rồi đó. Nhưng tôi thấy vậy còn thiếu á. Thiếu gì? Trời ơi, à cái người này là nói ông nhắc đó hả? Trời ơi. À vậy đó. Ủa sao đi qua mà, ủa sao gọn nhẹ, không có xách bóp xách gì hết trơn. Trời ơi, không mua đâu, lần này nó đâu có đeo bóp gì, đàn ông mà chị, em đâu có đeo bóp gì. Thật chân để không vậy đó hả? Nhưng mà xách đeo bánh mã, mà hỏi gì vậy? Trời ơi, quà đó, ta nhắc quà đó. À, dạ, thưa sếp anh, sếp chị, em thì không có... sách thì nó đùm đề, nó nặng nề, giá trị thì không có nhiều. Dạ, đúng rồi, dạ, quan trọng là cái giá trị thưa chị. Đúng dạ rồi, đúng rồi. À, em thì em tới đây thì hôm nay thật sự là em đi tay không. Em cũng đi chọn quà cũng cả tuần lễ nay rồi mà cũng chưa có thấy ưng ý. Thì bây giờ hôm qua nhà anh chị thì nó quá đẹp đi. Quá đẹp. Quá đẹp. Thì em nhìn coi nó thiếu cái gì, em mua cái đó em tặng. Nói vậy tôi chịu, nhưng mà tôi nói nghe nè, qua đây chơi thôi. Trời ơi, nhà tôi thiếu, nó thiếu thì thiếu nhiều lắm, sao mà bù đắp cho nổi. Nhưng mà vậy đó, được đó. Tôi nói giờ nói gì? Nó qua nó lại thì thôi, nó thật chứ coi như người gia đình đúng không? Coi như gia đình. Tôi nói nhà chị có 3 đứa người làm, mà mấy đứa nó hiền lành ghê luôn á. Chị nuôi từ hồi nhỏ đó, ở dưới quê gửi lên, nuôi từ hồi mà 10 tuổi tới bây giờ đó, giờ 20 mấy tuổi rồi đó, là 10 mấy năm, coi như là người tâm phúc, quản gia đi đâu là giao nhà cho nó trơn. Tôi nói con Phượng thì thấy thương lắm, con Phượng là do nấu ăn, nó đi chợ mỗi ngày, nó thèm chiếc xe đạp điện. Trời đất ơi, mà chị hứa chị mua mà chị lu bu hoài vậy, không có mua được. Ủa sao mua chị? Thì nói là chung là chị hứa chị mua nhưng mà chị lu bu quá đó. Anh chị đi công tác hoài rồi thành thử không có hứa mà chưa có thực hiện được. Rồi còn con kế là con Lan. Trời ơi, con Lan thì nó nói chứ em nó thấy cái sợi dây chuyền của nhỏ kia đeo dễ thương quá, cái nó nói nó xin chị tiền lương đó rồi mua cho nó sợi dây chuyền. Chị cũng hứa, nó được rồi, để khi nào cô rảnh thì cô dắt con đi mua. Làm mà được cái đu đòi đúng không? Rồi con Điệp nữa. Nào, rồi, con Điệp. Có con khủng không? Không có con khủng. Bữa con khủng nó làm cho chị. Đó, trời ơi, con Điệp. Ta nói con Điệp thì nó thèm, thấy thương quá. Nó thèm cái xe quay. Trời đất ơi. Xe quay Trung Quốc đó, đâu có nhiêu tiền cưng. Chế độ to dần. Xe quay Trung Quốc không có nhiêu tiền hết trơn á, trời á. Thì nó thèm thì nên này đi, mình cũng cho nó tạo điều kiện cho nó đi ăn đi học đó, mà ở đây nuôi rồi cho nó đi học, tối nó đi học thêm đó. Không à, nó thèm. Nó
có cái gì thì nghiệp cứ nửa ngày lại đây với là trong người trong nhà tôi tâm sự là mấy đây là nhân viên của tôi nó thật tình lắm, bà nói gì nó nghe được rồi nó chạy ra ngoài nó mua 3-4 chiếc xe chứ ba không còn chuyện sao. Đúng rồi chị, tôi nói vậy chứ nhà quý bán xe ra bán xe đạp điện luôn á. À vậy hả? Nè nếu mà nhà em bán thì chỉ đi rồi chị lại chị mua tính giá chị giá hữu nghị nha. Ngày nghỉ đâu hôm qua mới đi ngang còn thấy mở cửa. Sáng nay chứng khoán nó tuột tôi quyết định tôi nghỉ. Mới nghỉ sáng nay hả? Chị nghỉ sáng nay rồi. Chị bị thua lỗ đó hả? Trời dạ thua lỗ quá vậy, tại vì người ta mua thì ít mà người ta xin thì nhiều. À vậy đó hả? Ít bán lắm mà để chứng chơi. Ừ. Mà nói chuyện tặng quà là chuyện nhỏ. Ủa vậy hả? Ở nhà em cái kho em còn nhiều tích tài tặng nhỏ chuyện nhỏ. Phóng quá trời. Mà em nghĩ là anh chị không thiếu những cái điều đó. Anh chị đâu có thiếu gì chứ. Đúng rồi. Cho nên là nói chung mình hỏi hỏi tặng. Thiếu cái gì tặng ở đó. Đúng rồi vậy đó, nhà rất là thiếu chữ đó. Bây giờ phải không? Thiếu tâm á là tôi tặng, là anh tặng tâm rồi. Thiếu phúc tôi tặng phúc rồi. Thêm mấy chữ nó cho nó đủ đi. Sếp thiếu tâm. Ừ. Sếp thiếu phúc. Ừ. À. Bây giờ cái giá giờ tôi thấy nhà sếp thừa nhiều đâu thiếu gì nữa. Đó thì đó đồng hồ gì tivi rồi này kia rồi các thứ rồi. Ừ. Rồi. Ừ. À, nhưng mà còn thiếu sếp còn thiếu nè. Thiếu gì anh nói nha, thiếu gì? Đức nè. Thiếu đức ha. Còn thiếu nhân nè. Sếp thiếu nhân. Lễ nè, nghĩa nè, trí nè, tính nè. Trời ơi, sếp còn thiếu nhiều lắm. Trí cũng không có. Trí sếp cũng có, nhưng lễ sếp cũng có. Sếp thiếu nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, đức. Thiếu nhiều quá. Trời ơi ông ơi ông, sao ông bất lịch sự vậy? Sống là tụi nó nói mình nhà mình thiếu mấy cái chữ này thì nó mua cho tặng cho mình chứ ông làm gì ông la làng nó sớm vậy? Em đang mang bầu sắp nạt cái em muốn đẻ luôn. Mà ngu quá. Ủa cái gì? Nó chửi mình đó. Hả? Nó nói mình là không có nhân nghĩa lễ đức hay gì bà biết chưa? Ủa vậy là chửi đó hả? Dạ. Ông đó à. Có sao đây nó vậy à?